Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, hôm nay phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã tổ chức lễ hoàn thành phác đồ đạt hiệu quả cao cho 6 bệnh nhân ung thư sau quá trình hỗ trợ điều trị đầy gian nan và thử thách. Niềm vui và sự xúc động bao trùm không khí buổi lễ khi những bệnh nhân dũng cảm này đã chiến thắng với căn bệnh hiểm nghèo và được trở về với gia đình. Buổi lễ được tổ chức trang trọng với sự tham gia của ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn cha Tường yêu thương cho không và các thầy, các cộng sự, bệnh nhân, người nuôi, các nhà hảo tâm và gia đình của bệnh nhân. Trong bài phát biểu của mình, ông Bùi Văn Thưởng, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã bày tỏ lòng trân trọng và khâm phục đối với nghị lực phi thường của các bệnh nhân. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm và điều trị ung thư, đồng thời gửi lời cảm ơn đến đội ngũ, y sĩ, các cộng sự đã tận tâm chăm sóc cho các bệnh nhân. Thay mặt các bệnh nhân đã chia sẻ những cảm xúc của mình trong buổi lễ. Bệnh nhân cho biết khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, bệnh nhân đã vô cùng lo lắng và tuyệt vọng. Tuy nhiên nhờ sự động viên của gia đình, sự tận tình của đội ngũ, y sĩ và các cộng sự, niềm tin và bản thân của chị đã vượt được tất cả để chiến thắng căn bệnh ung thư. Chị cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã giúp đỡ chị trong suốt quá trình điều trị. Buổi lễ kết thúc với bầu không khí ấm áp và đầy hy vọng, 6 bệnh nhân ra về trong niềm vui hân hoan của gia đình và người thân. Đây cũng là minh chứng cho thấy sức mạnh, ý chí và niềm tin, đồng thời là nguồn động viên cho những bệnh nhân ung thư khác tiếp tục chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo này. Thì lúc đầu tôi bị đa u tủy, thì tôi nghe cô Bích, cổ đi trước rồi cổ cũng điều trị bên đây, ổn, sức khỏe bình thường. Cho nên cổ về cổ kêu tôi đi. Thì hiện giờ tới giờ này tôi ra viện là 4 tháng. Bệnh của tôi giờ ổn rồi, bữa đi lên trên Chợ Rẫy xét nghiệm thì kết quả rất là ok. Thì lúc đầu tôi bị tê chân không đi được. Không đi được. Rồi cái lên khám xét nghiệm em trai thì nói là bị đa u tủy. Thì tôi điều trị nay 7 năm rồi thì bệnh nó tương đối cũng ổn. Nhưng mà cái con tế bào đó vẫn còn ở trong cơ thể. Thì tôi đi điều trị ở trên đây, tôi đi ăn cháo nano, uống nước, ăn thực phẩm, ăn cây cỏ hạt giống. Thì tới giờ này là hôm mùng 6 Tết là tôi lên tôi xét nghiệm. Thì coi như kết quả rất là ok. Cho nên xuống đưa thầy Thanh hôm rằm. Thì thầy Thanh nói là cô được ra viện. Nói chung là thầy Tiến, thầy Quý, thầy Thanh, thầy Hạnh, các thầy chăm sóc rất là chu đáo. Ví dụ như chỉ mình cái cách dùng cháo, rồi phát thuốc cho sử dụng mỗi ngày. Rồi các thầy cũng thăm hỏi, tại vì tôi ở nhà trọ hơi xa, ở nhà trọ trong ông Dũng xóm chùa hơi xa. Thì các thầy cũng tận tình hỏi thăm bằng điện thoại, tôi báo cáo mỗi ngày. Ăn được bao nhiêu lít cháo, rồi uống thuốc như thế nào, rồi ăn cây cỏ hạt giống, dùng cháo nano, thì sức khỏe rất bình thường. Mặc dù có xuống ký, nhưng mà rất là khỏe. Em tên là Nguyễn Thị Tuyết Nga, đến từ Đồng Nai. Chị có thể cho biết cái triệu chứng của chị ban đầu là cái bệnh gì, rồi đi, nói chung là đi bệnh viện á, tao xét nghiệm là mình bệnh gì rồi trị như thế nào? Dạ, triệu chứng ban đầu của em là đi cầu khó ra máu. Thì em đi nội soi thì bác sĩ nói là bị trực tràng, ca trực tràng. Rồi cũng lên danh sách mổ hết rồi, nhưng mà đi trên đường về có một người em giới thiệu là nói xuống cha Tường đi. Rồi quyết tâm là qua một tuần sau là hỏi gọi điện cho cha Tường nói là có sinh khiết rồi thì lên cha nhận. Thời điểm mới vô thì đi tiêu nặng thì rất là khó. Nhưng mà một thời gian được các cha và các thầy cho ăn cháo nano, uống trà thảo mộc thì ngủ nghỉ khỏe, trong người càng ngày càng thấy khỏe hơn. Rồi
điều trị được 3 tháng 10 ngày thì đi xét nghiệm lại, thì đưa hồ sơ cho thầy Thanh. Thầy Thanh nói là rất là tốt, coi như là mức cái khối ung thư á, nó xuống, với lại máu á, là nó cũng giảm nhiều, coi như không còn máu ung thư. Lúc mà mới xuống được có 4 ngày thì mới thấy cha giảm 4 ngày thôi, thì nghe tin cha bị đột quỵ thì rất là buồn, trong lòng sốc lắm. Thế là nhưng mà cũng quyết tâm cầu nguyện xin Chúa ban cho cha mạnh khỏe. Nhưng mà chắc Chúa, cha được lòng Chúa thì mấy ngày sau này cha mất đi. Trong lòng buồn lắm. Rồi được các thầy động viên, rồi được mất ngày sau thì lại phòng khám lại bị tháo gỡ. Lúc đấy trong lòng giống như bao nhiêu cú sốc có đưa đến. Xong rồi cứ nói là thôi giờ không đi, các thầy nói các con cứ yên tâm ở lại thì thầy không bỏ đâu. Thế là cuối cùng cứ ở lại thì cứ theo các thầy rất là tốt, khuyên bảo rồi chỉ dẫn cho ăn uống. Đâm ra rồi bắt đầu đến 100 ngày thì đi khám lại thì thấy là rất tốt rồi. Thầy Thanh nói cho về. Buổi lễ hoàn thành phát đồ hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư đạt hiệu quả cao, không chỉ là dấu chấm hết cho những hành trình chiến đấu với ung thư mà còn khởi đầu cho một cuộc sống mới đầy hy vọng. Các bệnh nhân đều bày tỏ quyết tâm sẽ dốc sống vui vẻ, ý nghĩa và trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình, người thân. Buổi lễ này cũng là lời kêu gọi cộng đồng chung tay phòng chống ung thư. Ung thư là căn bệnh nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Mỗi người cần nâng cao ý thức về phòng chống ung thư, tầm soát định kỳ để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. 6 bệnh nhân ung thư đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả cao là một sự kiện ý nghĩa, mang đến niềm vui và hy vọng cho những người đang chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo này. Hy vọng rằng với sự nỗ lực của các thầy và sự chung tay của cộng đồng, ngày càng có nhiều bệnh nhân ung thư chiến thắng và được trở về với cuộc sống bình thường. Dạ, thưa anh có thể cho biết họ tên với mình đến từ đâu? Em tên là Đỗ Đắc Thuấn, sinh năm 1967, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Anh có thể cho biết căn bệnh của anh lúc đầu phát hiện? Căn bệnh phát căn bệnh phát hiện triệu chứng là nó chỉ có ngứa rồi. Rồi cái đi khám thì bác sĩ nói là bị ung thư. Rồi bác sĩ mổ ra thì bác sĩ nói là bây giờ mổ cắt bỏ cái gan không được, giờ phải khâu lại. Xong thấy vậy khâu lại xong rồi em biết cha Tường ở trên đây, em mới lên cha Tường để chữa trị cái bệnh gan về ung thư. Và trước khi vào đây thì cũng có nghe mấy cái clip của cha, rồi cũng vô đây gặp các thầy gặp cha. Cha có nói bây giờ phải ăn theo cái chế độ cháo nano của cha. Rồi em vô đây tất cả là 5 tháng. Rồi trong quá trình ăn thì diễn biến như thế nào vậy? Diễn biến thì nó, sức khỏe nó phục hồi từ từ. Rồi biến chuyển tốt. Cụ thể ăn ngủ rồi. Ăn ngủ tốt. Đi đi cầu rồi vệ sinh rất tốt. Cái ngày đầu xuống đây thì nó... cái tinh thần thì nó cũng rất là hoang mang, là thấy bây giờ mình không biết sống chết như nào, nhưng mình sẽ tin tưởng. Tại mình coi cái clip của cha thì mình cũng tin tưởng vào cha, để mà cha và Chúa sẽ chữa lành cho mình. Rồi mới bắt đầu vô thì cái cơ thể và cái nó làm mệt mỏi lắm, nhưng mà sau khi ăn cháo nano mà uống thuốc của cha được một tuần lễ, người nó sẽ phục hồi lại, mạnh khỏe từ từ. Vậy thì anh cho biết thêm là các thầy ở đây trị bệnh á, khi mà cha mất rồi thì còn là các thầy, thì anh có thể đánh giá lại các thầy cái thái độ chăm sóc như thế nào? Trước khi mà cha có mất thì cha có chăm chú lại, tất cả các thầy ở đây đều giỏi hơn cha rồi. Bởi vậy em rất là tin tưởng vào các thầy ở đây. Rồi các thầy cũng làm theo y như thể phác đồ của cha đã ban ra. Thì em cũng xin cảm ơn
cha và các thầy nhất là tận tình và tình yêu cho không đến tất cả các bệnh nhân và kéo dài sự sống cho các bệnh nhân ung thư. Hỏi luôn ha. Dạ. Dạ thưa anh, vậy thì anh có thể cho biết họ tên với mình đến từ đâu không? Dạ, em là Mai Văn Tuyến, em từ Kim Sơn, Ninh Bình tới. Em mang mã số là 1106. Em đầu tiên là phát hiện ra bệnh là đem đi lên Hà Nội chụp chiếu là nó đã thành ung to rồi. Là được kính 7 phân với lại 2 phân 3 rồi. Là bệnh viện và mổ. Nếu mà mổ thì là có 30% sống thôi, còn 70% là không có tương lai. Là em về là em cũng mở tivi em xem trên mạng. Em thấy ở trong này ra tường trong chữa yêu thương cho không. Là em lại quen với chú Biên đó. Em lại điện cho chú Biên. Em nhờ chú Biên là hỏi nhà họ giúp cho em ở trong này. Thì trong này là điện cho thầy Thanh cũng nhất trí là em vô qua đây. Trong quá trình chữa được có 73 ngày. Mà hôm qua em đi khám là khối u đã mất hết một tí rồi. Mà trong túi mật em 7 viên sỏi cũng hết luôn. Hết luôn cả bệnh hút rồi. Qua là bệnh gì? Em là bệnh khối u phổi. Sỏi mật. Qua được đem đi chụp chiếu về thì mừng quá nhỉ. May là được các thầy được với lại các bạn như quân là giúp đỡ hỗ trợ cho em là đến nay làm mừng, khỏi là làm mừng quá vậy. Anh cho biết thêm là cái nói chung là các cái cách chăm sóc của các thầy ở đây anh đánh giá như thế nào? Em thấy là rất là tuyệt vời. Mà nếu mà các bệnh nhân ở đây nếu mà cứ theo pháp đồ của các thầy là thì chắc khỏi trăm trăm ấy. Em đặc biệt là em theo đúng theo pháp đồ của các thầy là thấy nó cũng nhanh khỏi ạ. So sánh giữa cái lúc mà ban đầu mới vô với tới thời điểm này nó khác biệt như thế nào? Nó khác nhiều ạ. Thời điểm ban đầu em vào thì bước đầu thì ăn nó cũng không ăn được mấy nữa. Nhưng mà em cứ tập ăn dần. Dần lúc ban đầu thì em vào đang chắc phải ăn 6 bữa để hết được 4 lít. Nhưng dần dần nó quen dần giờ em ăn chỉ có 4 bữa là hết được 4 lít. Với lại ngủ nghỉ bây giờ lúc đầu là nó kiểu trong người nó bứt rứt ra. Là nó cũng khó ngủ, ngày có khi ngủ được có 5 tiếng rồi. Có khi có 4 tiếng. Nhưng bây giờ là ngủ ngon giấc ngủ từ cái tối ngủ cái là đến sáng lại đi nãy luôn. Ngủ một mạch luôn. Trong người nó khỏe. Thấy ổn định lắm rồi. Ở khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào đức
được Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Thank you.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp, nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.